quá, tóc này quá dài rồi chị ạ. Dài. Bây giờ mà chị mà cắt ngắn thế này chắc mọi người về không nhận ra nhỉ? Đúng đấy. Chị thì chị muốn nghiền tóc dạ. Sao để chị đi về chị làm một cái ảnh để chị làm kỷ niệm tóc dài. Chị đi, chị muốn đi chụp một cái ảnh làm kỷ niệm tóc dài. Sau đó chị sẽ đến đây chị nghiền tóc. Dạ. Tóc dài này mọi người có bảo gì không? Cũng có người hỏi chị mua 16, họ giả chị 16 triệu bộ tóc này. 16 chị, triệu? Chị bán thôi chị. Không, chị không bán. Vâng. Tiền thì bao nhiêu cũng hết em ạ. Thế thì thôi hôm nay chị cứ cắt hiến với con gái trước nhá. Xong thì hôm nào tóc chị mà chị xác định hiến thì chị lên đây. Bọn em sẽ cắt hiến cho chị. Một thương tóc dọa ngang vai. Hai thương, hai thương đi đừng. Ô tang tình tang. Em mời chị ở đây. Ngoài ra thì khi mà cắt hiến thì chị có muốn thay đổi gì với kiểu tóc của mình không? Bây giờ kiểu muốn đại hiến thì làm chị đó kiểu gì cho vừa để đủ tóc cho người ta thì chị rồi, làm, rồi cái đủ chị, tóc thì ok rồi. Chị sẽ nuôi lại. Em cắt nhé. Lâu nhỉ, nuôi mái tóc này lâu lắm. Thật ra là nó cũng phải mất 5 năm đấy. Bởi vì là để mái tóc dài như này khó. Ít người có thể để được nét thì cứ giữ cái nét truyền thống đấy. Trái tim đẹp tuyệt vời khi biết cho đi. Cuộc sống sẽ an bình khi ta biết yêu thương. Nhanh hoa dù rơi nhẹ nhàng. Để tóc tự nhiên của con à? Thế là bây giờ là 11 năm rồi, năm nay là bao tuổi? Năm nay con 14 tuổi ạ. 14 tuổi, như thế là 11 năm rồi chưa cắt tóc? Vâng. Ở trường cũng được mệnh danh là tóc dài hay là các bạn có thích mái tóc này con không? Không. Không ai thích? Các bạn còn chơi là sao giống như cắt đi ạ. Thế con bảo thế nào? Bảo ta nuôi để ta đi hiến tóc ạ. Mỗi người có một cái mục đích khác nhau đúng không? Có nghĩa là người ta nhìn như vậy mà không phải như vậy đúng không? À. Con muốn nói điều gì trước khi cắt mái tóc này không? Hơi tiếc một chút. Hơi tiếc. Nhưng mà nếu mà cái mái tóc này để mà nó còn tồn tại mãi mãi, con tặng cho nhiều người thì con có thấy tiếc nữa không? Không ạ. Chắc chắn nhá. Dù cắt nhé. Sau này lớn lên thì có những cái kỷ niệm của tuổi lớp 9, lớp 10 chả mấy nhỉ. Xong nghĩ lại xem ảnh ngày xưa mình có mái tóc dài xinh đẹp như thế. Tự nhiên giờ không nuôi được mái tóc vậy. Anh thấy là mấy cái người mà chuyên mặc đồ đen này với tóc dài này là hướng nội rất là đặc luôn này, rất ít nói. Tại vì em ở bên nước ngoài bây giờ bên này. Chắc chồng cũng hướng nội như em đúng không? Ở nhà em thì ai nói nhiều hơn, như hai vợ chồng? Chồng em nói nhiều hơn. Đúng rồi, anh nhìn là anh biết mà. Thế hướng nội hôm nay em muốn làm tóc kiểu gì? Anh nhìn xem là khuôn mặt của em làm được kiểu gì, cho hợp được. Em có kiểu nào thích chưa? Chưa. Chưa làm tóc bao giờ? Chưa, em toàn để tóc dài đấy. Rồi, thế để anh tư vấn cho em một chút nhá. Thứ nhất là em chưa làm tóc bao giờ thì anh nghĩ là em nên làm kiểu tóc nào nó dễ chăm thôi. Nhưng mà anh thấy em từ make up ăn mặc em chưa cực kỳ giản dị. Nếu mà anh làm cho em xoăn, xong em lại không make up, không ăn mặc ấy thì nó sẽ có nguy dở cái là nhìn nó rất là mất năng lượng. Thì thay vì thế thì anh sẽ làm cho kiểu nào nó dễ chăm mà nó phù hợp với em thôi. Thì độ dài tối đa em muốn để tới tầm nào? Tầm này. Em có muốn cắt tóc mái không? Dạ, thay đổi tóc mái không? Có một ít. Ok thì anh cắt nhá. Dạ. Anh tặng em cái áo trắng này nhá. Dạ. Em về em phải mặc những cái áo sáng màu để cho năng lượng nó tươi mới hơn nhá. Cứ mặc cái màu đen đấy nhìn nó ấy lắm. Là hướng nội lắm. Hay là anh cắt em từ tầm này nhá. Đừng. Cắt tầm này đi. Không. Hả? Cắt tầm này xinh mà. Không. Cắt nhá. Em không, lúc này em khóc rồi. Thì cắt từ tầm nào? Cắt tầm này thôi. Cái này là em nuôi từ bé đúng không? Vâng, em chưa bao giờ cắt ngắn. Cắt ngắn nó hơi ộp không? Cố á, xin mất ngủ hôm qua. Hả? Hào bông bông ga lâu. Sẽ yêu mái tóc như thế mà vẫn cứ định cắt đi à? Em chẳng biết bao giờ nó lại dài ra được như này nữa. Em nuôi tóc như kiểu còn con thơ như đứa con của mình ấy. Lúc nó quấy rất là bực tức nhưng mà lúc nó đáng yêu rất là thích. Rất là yêu tóc luôn. Bởi vì em nuôi tầm này thì anh nghĩ chẳng có ai người không yêu tóc mà nuôi tầm này cả. Anh cầm đi nha, cắt nha. Vẫn được tiếc à? Em mới cầm cái nút này em về đây, em giả. Thôi đưa đây, cắt đã cắt tặng rồi gì? Thôi. Em đã về đâu? Thôi thì đằng nào chẳng lấy được thôi. Chị nữa em về đây, em giả. Rồi ok. Chai bà bát bánh 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 mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Mày lo về đi. Chai bà bát bánh bánh.
chị Quyên có đồng ý cắt cái mái tóc đi của mình đi không? Tôi đồng ý. Hôm nay chị đến đây là chị có những mong muốn như thế nào ạ? Chị muốn gửi chút niềm tin nhỏ của mình để cho các bạn tự tin hơn, dạ, không may bị bệnh tật, dạ, nghèo đấy, dạ. Cho nên là mình chị muốn là lan tỏa cái tình yêu thương của mình cũng như là nhiều nụ cười hơn được tỏa lên. Nhưng mà chị nuôi tóc dài bao năm này mà nay cắt thì chị cũng tiếc hả? Chị không, chị muốn chia sẻ nụ cười đến với nhiều người hơn nên chị cũng rất là vui. Thì em cũng rất là cảm ơn chị hôm nay đã mất công rất là xa đến đây để có thể là lan tỏa cái chương trình này cùng em, nhất là những người cùng có cái công việc như chị thì vợ em rất là thích, bởi vì là chị là người ảnh hưởng, chị có thể lan tỏa được cho nhiều người hơn. Đấy thì em thay mặt các bạn đấy là cảm ơn chị nhá. Thì ngoài ra kiểu uốn đấy thì em có một chút lưu ý là em rất muốn thay đổi cho chị phần mái này một chút. Và phần bên này em cứ để cho chị, nếu trong trường không thích cái mái chị cũng hát lên cho em bình thường được. Còn nếu mà em nghĩ là chị thay đổi cái mái này, chị trẻ hơn rất rất nhiều. Đấy là góc nhìn của em. Đấy thì em bây giờ em xin em cắt cho chị nhá. Dạ. Đây là cái mái tóc của chị này, chị nuôi 20 năm đấy. Và hôm nay mình sẽ cắt cho chị tầm này nhá, mọi người cùng theo dõi mình cắt nhá. Đùa thôi. Để xem thay đổi cho chị đấy như nào nhá. Hôm nay chị đến đây cắt tóc thì vì lý do chính gì chị muốn cắt mái tóc này đi? Trong một lần thì mình cũng có ốm cảm cúm virus. Thì là mình ở trong nhà cảm thấy bức bố không ra ngoài được. Là mình nghĩ đến ngay những bệnh nhân bị ung thư. Thì chắc là những cái lần mà họ truyền hóa chất thì chắc chắn là họ rất là đau đớn. Chị nghĩ ngay đến cái việc là sẽ là đi hiến tóc khoảng 40 phân để là góp phần là động viên tinh thần để họ vượt qua những cái cơn đau về bệnh tật. Một cái mái tóc mà chị nuôi nó 20 năm này chị cắt đi chị có tiếc không? À không, bản thân chị không thấy tiếc đâu. Đi tặng những bệnh nhân ấy cho nên là mình không hề thấy tiếc gì đâu. Em xin phép cắt mái tóc này của chị đi nhá. Em cắt đi em. Dạ. Rồi em sẽ thay chị gửi đến cho các bạn. Em tin là những cái món quà tinh thần này các bạn ấy sẽ rất là vui. Em thay mặt các bạn cảm ơn chị nhá, và mong rằng là tất cả học sinh của cô cũng như lấy cái tấm gương như thế này để có thể làm một điều gì đấy, chị em mình cùng nhau đóng góp xã hội chị nhá. Chị cảm ơn em, thì chị cũng chúc salon của em, chúc em luôn mạnh khỏe, salon càng ngày càng phát triển em nhá. Cảm ơn bạn đã xem video, nhớ like và đăng ký kênh để nhận các video mới nhất nhé.